Cửa hàng âm thanh Xuân Túc Đỏ xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì em hiện tại vừa ghép xong một cái bộ dàn full 40 với thương hiệu Ranro DM. Đấy. Thì đây là một đôi loa mà mọi người cứ gọi vui đó, dòng loa Liverpool. Đấy, về hiện tại bây giờ lô loa này em chỉ còn có 3 đôi cuối cùng. Thì đây là cái đôi một trong 3 đôi đấy các bác nhá. Đấy, một trong 3 đôi đấy. Đấy, thì hiện tại bây giờ là em đang cài bộ dàn cho bác khách. Thì bác khách này là ở trong Sài Gòn, rất đặc biệt là bác muốn một bộ dàn với uy lực đấy, mạnh nhưng mà không thể dùng sấp được, bởi vì là không gian nhà bác là không có nơi đặt sấp đấy. Thì em đã tư vấn cho bác một cái bộ dàn, đó chính là đôi loa 40 Liverpool này. Thì tại sao lại em lại chọn một cái đôi loa Liverpool này? Thứ nhất là đôi loa này nó đủ công lực để chúng ta không cần phải dùng sấp. Cái thứ hai là nhà bác không quá rộng. Thì với cái đôi loa Liverpool này bắt 40 nhưng kích thước của nó chỉ như tương đương với 30 thôi. Nó chỉ những một chút gần như là tương đương với 30 luôn. Cho nên nó rất là phù hợp với không gian nhà bác luôn. Và kệ của bác để là rất là đẹp. Đấy, thì kệ TV để là chắc chắn là đẹp rồi. Và cái bộ dàn này thì em phối kết cho bác là... Đây, các bác sẽ thấy đây. Sử dụng là một con đẩy MUF LA800. Đấy, thì bác muốn ghép một con đẩy công suất lớn, sau này bác có thể ghép thêm một đôi 40 nữa. Thì em đã chọn cho bác một con đẩy MUF LA800 và một con vang EAM-M9 ở đây. Và đương nhiên là một bộ mic Dino G350. Thì đây là một bộ dàn mà em cũng rất là ưng. Có thể nói là rất là ưng. Bởi vì với cái đôi loa Liverpool này, chúng ta thấy là một đôi loa cân giải, và nó cho chúng ta một cái dãy tép có thể nói là rất là đẹp. Nó phù hợp để khi các bác có thể hát gia đình, chơi kể cả ngoài đêm ra ngoài sân chúng ta vẫn chơi ok. Và đặc biệt kích thước nó rất là đẹp, nhỏ gọn và thùng cân các bác nhé. Thì đây cũng là một trong những đôi loa full 40 thùng cân hiếm hoi ở trên thị trường, rất là ít gặp luôn. Thì ngay bây giờ đây em mời các bác cùng xem em cài cái bộ dàn này như thế nào nhé. Hiện tại bộ dàn đây là đấy, thì bác thấy đây, em đã cắt hú rất là gần như là hoàn hảo rồi. Và em đã cài sẵn đây là 4 cấu hình cho bác rồi. Đấy, có trong quân vang này thì em đã cài sẵn là tổng cộng là 4 cấu hình. Thì bác chỉ cần về bác chọn cái cấu hình mà mình thích. Thì hiện tại bây giờ là em đang để cấu hình số 1 là cái cấu hình dễ hát. Vậy là cấu hình echo thì bọn em pha với nhau. Em là một người hát không tốt lắm cho nên em sẽ hơi cho một chút cái phần effect tổng lên một chút để cho dễ hát. Thì các bác có thể chọn cho mình những cái cấu hình khác nhau, cấu hình echo, reverb, cấu hình reverb và cấu hình echo và một cấu hình nghe nhạc nữa. Thì em đã cài sẵn rồi, các bác chỉ cần dùng remote chúng ta chọn thôi, rất là nhanh các bác nha. Thì bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng nghe cái tiếng mic trước nhé. 1 2 3 4 5 6. Tiếng xì khá đẹp, full 40 nhưng tiếng tép, tiếng xì rất là đẹp luôn. Không phải là đôi 40 nào cũng làm được điều đó. Đặc biệt là cái kia bác nào có kinh nghiệm chọn loa thì chúng ta sẽ chọn được đôi loa 40 tiếng mic đẹp. Còn nếu không có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ chọn ra những đôi loa 40 tiếng mic rất là xấu. Vì các bác đã biết là loa càng to thì tiếng mic càng khó để đẹp được. Được tiếng bát thôi. Tuy nhiên là lúc đó chúng ta phải phụ thuộc vào cái kinh nghiệm nữa. Cái kinh nghiệm trong nghề để chúng ta chọn những đôi loa làm sao có thể đáp ứng được cả ba dải. Thì đây là một đôi loa mà em rất là ưng ý. Thì ngay bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng nghe một cái bài hát mà em sẽ hát ở đây, đó chính là bài Lá Thư Trần Thế của Đan Nguyên. Thì mời các bác cùng nghe nhé. Lạy Chúa con là lính trận ngoại biên, vì xa thành phố xa quá nên đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh đi muôn màu. Còn tựa Hòa Châu soi tuyến đầu, lạy Chúa con là hiếu phụ miệt vui, chồng con vì nước nên đã xa đi. 2-3 năm chưa thọ chi, hết thu qua xuân xa về, còn đợi tàn đông mới tìm về. Đàn sẽ không chung đêm từng đêm, vẫn nghe từng lớp trái tim, cho ngày mai vẫn đi đêm.
đến đây người xuống xin đem muôn vui tới những đôi môi lạnh đã hương không cười. Lời Chúa con là lữ tuổi học sinh, vì cha là lính con thiên tha sinh. An vui cho người đầu tiên trẻ thơ yên tâm xanh lên để mẹ hiền con hết thương phiền. Thì mới khá đẹp. Hôm nay thì giọng em hơi yếu các bác ạ. Các bác khách đang gọi điện đây, xin phép hoãn một chút nha. Hôm nay thì giọng em nó hơi yếu, cho nên là cũng không lên nốt ca nó đẹp lắm, các bác thông cảm nhá, nên không được tốt lắm. Lạy Chúa con là lính trận ngoại vi, vì xa thành phố xa quá nên quê. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu, còn tượng hoàn châu soi tiến đầu. Lạy Chúa con là hiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi, hai ba năm chưa thọ chi hết thu qua sông xa về, còn đợi nàng đông mới tìm. Đêm nay người xuống về, xin đem muôn vui tới những đôi môi lạnh đã lòng không về. Lạy Chúa con còn lữ tuổi học sinh, vì cha là lính con thiết tha. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đẹp, để mẹ hiền con hiền ưu phiền. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đẹp, con hết yêu phiền. Ok. Đấy thì em cũng đã vừa thử cho các bác nghe xong cái tiếng mic. Thì em cũng không có để cái nhạc lớn các bác. Cái chủ yếu của em là em muốn để cái tiếng mic nó vừa phải đây, cái tiếng nhạc vừa phải đây, để các bác có thể nghe cái tiếng mic trong cái bộ dàn. Thì cái quan trọng nhất trên một bộ dàn karaoke á, nó là tiếng mic các bác. Cho nên phải làm sao cho một cái tiếng mic nó sạch mà nó rõ ràng. Đấy, thực sự rất tiếc là em hôm nay là hoàn thành cái bộ này, cái bài này hơi kém. Đấy, nó không được tốt lắm. Cái giọng mình cũng không được ngân nga được. Mấy hôm thì còn ngân nga cái bài này, nhưng hôm nay thì chịu thua. Đấy, dù sao thì cũng cố gắng hết sức rồi. Thì các bạn thấy là cái chất âm của cái tiếng mic khá là đẹp, rõ ràng, sạch sẽ. Mặc dù đó là L40 các bác nhé, nhưng các bác thấy những cái tiếng mà em hát gió, hát xì ấy, nó rất là rõ, rất là sắc và rất là rõ ràng và đẹp luôn. Thì đó là một đôi loa 40 mà nó đã làm được cái chuyện mà cái tiếng tép nó đẹp như thế là rất là khó. Thì đây là một bộ dàn em mà đã phối ghép xong. Thì ngay bây giờ sẽ đóng hàng là xong đây, sẽ bắt đầu gửi hàng đây cho bác khách nha. Đấy thì bác nào mà đang thích đôi loa Liverpool này đấy, thì hãy liên hệ ngay với cửa hàng âm thanh số đó. Nếu bác nào mà chưa được xem về cái video đôi loa này thì em mời các bác cùng xem cái video về nội thất bên trong đôi loa này, các bác cùng chiêm ngưỡng, cùng tham khảo nha. Ok, xin mời các bác. Vâng, xin được chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube cửa hàng âm thanh số đó. Ngày hôm nay em Xuân rất là vui mừng khi được giới thiệu đến toàn thể các bác một cái dòng loa full 40 cực kỳ đặc biệt.
Nếu nói về dòng loa 40 thì em Xuân đã bán rất là nhiều trên thị trường luôn. Có thể nói là hơn tháng nào cũng có những model 40 lên sóng các bác. Nhưng mà cũng chia sẻ với tất cả các bác luôn, đó là trong cuộc đời em bán loa thì đây là lần đầu tiên mà em lấy được một lô loa bát 40 thùng cần các bác ạ. Thực sự luôn, phải nói là thấy nó thực sự là hiếm. Đấy, thùng cân mà cái loại hàng nhái, hàng Việt Nam lắp ráp thì lúc nào cũng có, nhưng mà để hàng bãi hàng xịn là thùng cân ấy, hiếm quá, thực sự phải hiếm quá luôn đấy. Lâu lâu mới gặp một lần. Đấy, đây lấy được cả lô, còn lấy mà cái lĩa 1-2 đôi thì vẫn có, vẫn lấy được hàng các bác, nhưng mà cái lĩa 1-2 đôi à. Chứ còn để lấy được cả lô á, thì để lấy một lô bát 40 thùng cân ấy, thực sự đời em hình như đây là lần đầu tiên thì phải. Thấy bao nhiêu có nhầm hay không? Rất là hiếm các bác nha. Và cái đặc biệt nữa, đây là một cái đôi loa bát 40 với kiểu dáng nhỏ gọn nhất của chương trước, cái này em Xuân lấy luôn. Và một cái thương hiệu đến từ Anh Quốc nè. Thì đối với đôi loa này bác thấy đây, nếu các bác nhìn qua cái video của em, các bác nhìn to thế. Xin thưa các bác, không hề to các bác ạ. Không hề to một chút nào luôn. Em đã đo kích thước luôn mà bác xin thưa các bác luôn, chiều cao của chiếc loa 40 này của em ấy, nó chỉ cao hơn loa 30 có 2 cm. Có nghĩa chiều cao của loa này nó chỉ có 62 cm, mà loa 30 bình thường full 50 nó là 60 cm. Loa này chỉ cao hơn có 2 cm. Và cái chiều ngang này, ấy, nó chỉ to hơn một đôi loa full 30 có vỏn vẹn có 2 đến 3 cm. Chiều ngang đôi loa này nó chỉ có 40 cm một chút, họ làm sát là mép luôn này, các bác loa họ làm sát là mép rồi. Cho nên nhìn cái kiểu dáng rất nhỏ gọn, và thực sự là nhỏ gọn luôn. Các bác nhìn cái đôi loa này, nếu các bác mà không hỏi á, các bác nhìn bên ngoài, em khẳng định các bác nhìn bên ngoài thôi, các bác tưởng là loa 30 kìa, chứ không nghĩ là loa 40 đâu. Đấy, cứ nghĩ là loa chắc là loa 30, nhìn nhỏ gọn thế, nhìn thùng vách rất là nhỏ gọn. Nhiều người sẽ nghĩ là loa 30 chứ không phải loa 40. Đó là một thứ mà em thích, bởi vì có rất là nhiều bác thích loa 40 để chơi cho nó phê. Đó là bát nó mạnh, nó uy lực, đánh nó sướng. Nhưng mà là ngại cái là loa 40 nó to quá, về để kệ không vừa, nhìn nó xấu. Nhưng mà ngày hôm nay các bác yên tâm cho em ạ, một đôi loa nó đẹp, hoàn hảo luôn. Nó đẹp về kiểu dáng, thùng cân, đẹp. Cái thứ hai nó đẹp là gì ạ? Nó đẹp về kích thước, nó bé, nhỏ gọn cho bác nữa. Để kệ rất là đẹp luôn, cực kỳ sướng luôn. Đấy, đó là hai cái em thích nhất. Và cái thứ ba đây là một cái dòng loa thương hiệu đến từ Randroid DM. Hay là bọn em có nói vui một câu là loa Liverpool, loa Liverpool. Bởi vì là cái logo nó giống quá cái đội Liverpool các bác. Anh em cứ gọi là loa Liverpool các bác ạ, nhưng thực ra nó là Randroid DM. Đấy, thì đôi loa này được, nói chung là cái hãng này nó lâu đời lắm rồi, của Anh Quốc lâu đời lắm rồi. Nó được ra đời từ năm 1936 ấy. Quá lâu luôn. Quá lâu đúng không các bác? Mấy chục năm tuổi đời rồi. Quá lâu rồi. Đấy. Thực sự đôi loa có chất lượng các bác nhá, mang là bằng Trung nước cho các bác luôn nhá, lậu thông thơ phía trước, cực kỳ chất luôn. Thì với đôi loa này, cái mã đây em cho bác xem cái mã luôn. Đây, cái model nó đây. Đây. Model của nó là model U15. Đấy, số series. Ok nhá. Số series của mỗi chiếc loa nó sẽ khác nhau. Đấy, số series của mỗi chiếc loa sẽ khác nhau các bác nhá. Không một chiếc nào giống chiếc nào đâu ạ. Đấy, chữ kháng tambo các bác nhá. Công suất làm việc là 400W, rất là dễ chơi. Và công suất là đôi loa này, công suất làm việc 400W thì công suất max của nó khoảng 1800 các bác nhá, khoảng 1800W với đồng loa 40. Thì chúng ta có thể chơi thoải mái rồi. Với công suất như này các bác chơi gia đình thoải mái mà sự kiện thoải mái. Và ghép vào bộ dàn này cũng không hề mắc tiền, cũng rất là vừa phải này, có rất là tiện lợi luôn. Với những bác khách nào mà muốn thích ghép những bộ dàn đẳng cấp nhưng mà công suất lớn nhưng mà lại không có điều kiện dùng sấp thì chúng ta dùng đồ loạt bộ loa này rất là hay. Đấy. Và đôi loa này hiện tại cửa hàng em đang bán với giá là 12.500.000 đồng. Em bao hay tuyệt đối trong một tuần, không hay trả lại hàng lấy tiền về. Riêng em Xuân bán hàng thì bác không lăn tăn nhé. Em Xuân đã bán hàng rồi, em cam kết các bác nếu không hay cứ trả lại hàng lấy tiền về. Đấy, và hàng nguyên zin 100% về kiểm tra cho em từng cái keo, từng mọi thứ luôn. Đấy, không với hàng xịn em Xuân đền tiền thoải mái luôn. Đấy nhá. Các bác hãy cùng xem một đôi loa đẳng cấp, nó sẽ chất âm nó khác hoàn toàn. Cái chất âm tiếng tép, tiếng bát nó ra nó nhuyễn, nó mềm, bát nó sâu, nó mềm mại, nó uy lực các bác. Còn một đôi loa hàng nhái nó khác biệt rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì em mời các bác cùng vào bên trong nội thất để chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái đôi loa này nó đẹp, nó chất cỡ nào. Và giá thì nó lại mềm chứ. Cứ 12.500 thực sự là rất là rẻ. Mà một đôi loa xịn. Đấy, các bác mua một đôi loa 30 cũng đã 13 14 triệu cũng có rồi. Hiện tại em đã có những 12 14 15 triệu. Ngày hôm nay chúng ta một đôi loa bát 40 mà kiểu dáng nhỏ như loa bát 30 mà test là test 750 các bác nhé. Test 750 mà giá chỉ có 12 triệu rưỡi, chúng ta dùng gia đình không có dùng sấp nha. Phê lắm. Cực sướng các bác nha. Ngay bây giờ em mời các bác cùng xem cái nội thất bên trong mới đẹp các bác này. Vâng, và đây là cái nội thất bên trong của đôi loa Randroid DM này các bác nhé. Thì các bác sẽ thấy là cái đôi loa thì thực sự là nhìn nó quá hầm hố luôn các bác. Đấy. Em chưa nói về cái bát đâu, em sẽ nói về cái cỏ tép trước. Thì các bác sẽ thấy đây là một cỏ tép 750. Có thể nói là một trong những dòng tép mà hay được sử dụng nhất trong những dòng loa full 40 hiện tại bây giờ.
Thì với cái dòng tép này là dòng tép côn dẹt các bác nhé. Dòng Rodemer sử dụng côn dẹt 100% luôn. Và cái tiếng chép cực kỳ đẹp luôn. Có thể nói một điều là cái tiếng tép của dòng 750 này á, dòng côn dẹt này, tiếng nó rất là mịn, rất là mịn và nhuyễn các bác. Cực kỳ sáng luôn. Và với cái họng cực kỳ cao, nó phóng thể rất là xa và từ cực kỳ to. Thì đối với những dòng tép 750 và với cái dòng nắp đỏ là nắp mềm này thì thực sự cái tiếng rất là đẹp, rất là hay. Đấy. Quả tép này thì các bác có thể sử dụng không gian gia đình cũng vẫn được, mà kể cả dùng cho sự kiện ngoài trời vẫn được. Cái điểm mạnh của những đôi loa những quả tép này nó cho tiếng tép nó nhuyễn, nó không bị chói, nó không khó chịu. Chúng ta nghe nó không bị mệt. Đấy. Đối với những dòng loa hàng nhái chúng ta nghe thì thực sự là nó rất là nghe chúng ta tưởng tượng là nó rất là chát. Đấy, nghe nó rất là chát các bác ạ, nó giống như gõ vào đầu mình rất là khó chịu và chúng ta cảm thấy là nó hơi kén tai, đúng không ạ? Thì đối với những dòng loa xịn, dòng côn dẹt, như là dòng Rodemer cũng một số thương hiệu đẳng cấp khác, ví dụ như là Martin Kinh Én đấy, thì chúng ta thấy cái tiếng tép nó rất là đẹp, đặc biệt là cái tiếng nó nhuyễn, nó mềm mại, nó không bị chói, nhưng mà nó vẫn lên được nốt cao cực kỳ sáng, rất là đẹp. Điểm mạnh của nó là như thế các bác nhé. Đấy. Còn về cái con bát, thực sự cái dòng DM này thì cái tiếng bát em thực sự quá là phê. Em vẫn có một cái kinh nghiệm là em làm nghề hay là em chọn loa, đó là những dòng loa 40 thường em sẽ chọn những dòng loa từ con 75, 76 đổ lại là những dòng loa có cho chất âm nó hay nhất. Thì đối với con này nó sử dụng con 76 và xương là xương đa chéo kép. Cái điểm mạnh ở đây các bác thấy là cái chiều cao cái bát rất là cao. Đấy, các bác thấy là cái bát của cái loa này rất là cao. Thì nó cao như này á, nó cho cái màng loa nó sẽ có chiều sâu hơn, nó sẽ sâu. Nó sâu thì bát nó sẽ uy lực các bác nhé. Đấy, nó rất là sâu luôn. Và cái chạm nó các bác nhìn này, cực kỳ xịn, tất cả đóng ghen hết nhá. Độc ghen hết 100%. Đấy, xương là xương đa chéo kép rồi, cực cứng cáp rồi. Màng là màng chống nước. Đấy, nhện mọi thứ được đẹp hết, nói chung là zin đét hết 100%. Các bác nhìn thấy em này. Cổ kêu đẹp không? Đấy, cổ kêu nhìn nó phê thế này cơ mà. Nhìn hàng xịn nó phê không các bác? Đấy, đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Màng chống nước các bác nha. Với cái những loại màng chống nước này em còn chưa vệ sinh luôn, nhưng các bác có thể đổ nước thoải mái. Các bác có thể lấy nước đổ vào đây thoải mái luôn. Dùng ngoài trời không lo bị hỏng màng. Ví dụ nếu mà chúng ta làm loa 40 mà chúng ta làm ngoài trời mà sử dụng không những dòng loa chống nước thực sự rất là nguy hiểm. Khi mưa nó phá vào thì vào cái màng loa này nó sẽ bị mềm ngay lập tức. Thì cái màng loa nó sẽ bị yếu ngay, nó mềm ngay và nó rách lập tức. Đánh mạnh phát nó bùng luôn, rách luôn. Thì rất là nguy hiểm. Nhưng đối với những dòng loa màng chống nước này thì các bác yên tâm, các bác có đổ nước vào đây thì nó vẫn đánh bình thường, không việc gì cả. Đấy, gần 3 sóng này, kêu đóng rất là tốt này, đóng rất là đẹp luôn. Thực sự là đôi loa này chất lượng thì không còn chê được cái gì cả, đóng rất là đẹp. Và cái kiểu dáng này cực kỳ sướng. Đôi loa này rất là kinh tế các bác nhé. Thì với 12.500.000 các bác bỏ ra để mua đôi loa này thì xin thưa các bác luôn, các bác sẽ có gần như là rất là nhiều thứ. Một là các bác không cần dùng loa trả lời, đã có một cái lợi thế rồi, bởi vì cái loa này tiếng tép rất là đẹp rồi, lời rất là hay. Cái thứ hai là không cần dùng sub, bởi vì các bác chẳng cần dùng sub nữa, vì đôi loa nó tiếng bát đã quá mạnh rồi, đã phê rồi đúng không ạ? Thứ ba là công suất nó đủ động lớn nữa, thì chúng ta thấy là nó được lợi nhiều thứ. Chúng ta thứ tư là một cái mà em thích nhất, đó là cái kiểu dáng loa này không hề to 30. Có rất là nhiều bác thích loa 40 dùng cho nó phê, nhưng mà lại sợ nhất là ôi là 40 nó to lắm em ạ, nhà anh cái kệ em bé không bỏ vừa. Thì xin thưa các bác luôn là cái loa 40 này của em nó nhỏ như loa 30 luôn. Kiểu dáng họ làm thiết kế chỉ nhỏ hơn, to hơn có 2 phân, 3 phân thì thực sự rất là bé. Nó không chênh lệch một cái gì luôn. Và chúng ta để trong cái kệ cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Nhiều người không đến nhà không biết là loa 40 của bác, tưởng là 30 cơ đấy. Đấy, nó là một cái phê. Cái được thích nhất ở đây là cái phân tần của các bác này. Cái phân tần của cái loa này họ sử dụng hai dòng tụ mắc tiền nhất hiện tại bây giờ rồi. Solder và Zotac. Đấy. Và cuộn cảm kép đây các bác này. Cuộn cảm kép này, đấy, họ làm cuộn cảm kép luôn nha. Cuộn cảm kép bên này đánh bát rất là phê các bác, đánh tiếng bát cực kỳ sướng luôn. Thùng vách thì gia cố chắc chắn. Cái men thì họ vẫn sử dụng cái dòng men vàng giống y chang cái dòng loa Mỹ các bác nhé. Vì dòng loa này họ phải sử dụng những dòng đúng cái kiểu hỏi cổ đấy. Linh kiện này vẫn là linh kiện xịn hết, chỗ là chỗ nhôm rồi, xịn sò rồi, không còn lăn tăn gì cả. Thùng vách thì chắc chắn đóng khuyên rồi, có lớp mút. Chỗ màng bát chép và có hết đấy, chép cũng đã có luôn rồi, và chép cũng có và bát cũng có hết, nhìn xịn sò các bác, cho nhìn hàng chất lượng nó tốt. Chung là chúng ta mua một đôi loa hàng bãi này và bớt 40 mà giá hoàn toàn cũng như loa 30 cũng chứ không hề quá cao, thực sự là không hề quá cao, và chúng ta có một đôi loa hàng chất lượng như này thực sự cũng đáng đầu chơi các bác ạ, đáng đầu chơi. Và chúng ta sử dụng về chúng ta nghe cảm thấy là nó sẽ khác biệt nhiều với số những đôi loa hàng nhái, thực sự là khác biệt nhiều luôn đấy. Và các bác hãy cùng cảm nhận những đôi loa đẳng cấp như này như thế nào nhé. Các bác hãy nhanh tay gọi điện ngay cho em Xuân Đúc Đỏ với số điện thoại ở phía dưới màn hình đây ạ, 0903040590 các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.